Chào các bạn, các bạn có biết đây là cây gì không ạ? Đây chính là cây thùm lùm. Cây này thì nếu như các bạn ở quê thì các bạn không còn lạ gì nữa, và các bạn có thể nhìn thấy cây này ở các cái bụi ở bờ rào ấy. Cây này thì có hoa màu hơi trắng này và quả đen và có vị hơi chua chua. Và cây này thì thường là trước đây thì các bà các mẹ hay dùng để những bị thùm lùm ăn tai thì là thường giã hoặc là nhai để đắp cho trẻ những cái kẽ tai và bị đứt ấy. Và cái cây này thì thường là mọi người sẽ không trồng mà chỉ nó mọc dại, và là cái này mọc tương đối là nhanh. Và tuy nhiên thì hôm nay thì mình xin chia sẻ cùng các bạn sẽ cách để dùng cây thùm lùm này để chữa bệnh rất là đơn giản và mà các bạn có thể dùng được, và mình hy vọng rằng sẽ chia sẻ giúp ích được cho các bạn. Và cây thùm lùm này thì là mình dùng để chữa bệnh đau dạ dày. Đấy, như các bạn biết đây là cây thùm lùm thì khi mà các bạn sẽ rửa sạch này, sau đó thì các bạn sẽ cho vào nồi. Ở đây thì mình dùng luôn nồi cơm điện cho tiện. Các bạn sẽ cho nước vào ngập, tùy, có nghĩa là tùy các bạn. Nếu mà các bạn cho đặc thì các bạn, ở đây thật ra thì mình không có một cái định lượng cụ thể nào, bởi vì cây thùm lùm này thì cũng rất là lành thôi, vì cây thuốc nam mà. Nếu như các bạn muốn đặc thì các bạn cho ít nước, mà các bạn đây thì các bạn sẽ cho vào nồi này, và sau đó thì các bạn ấn nắp nấu thôi. Và sau thì khi mà nước đã sôi, và các bạn để cho sôi một lúc, để khi nào thấy nước có màu vàng và cây đã chín nhừ nhừ một chút thì là được, nhưng không nên nhừ quá vì là cây nó sẽ lá nó sẽ bị rơi ra. Và sau đó thì các bạn sẽ múc nước này, các bạn sẽ cho ra cốc là các bạn sẽ uống cái này thì các bạn uống càng nhiều càng tốt, có nghĩa là uống như nước bình thường thôi. Và mình hy vọng rằng chia sẻ sẽ giúp ích cho các bạn, bởi vì mỗi người sẽ hợp với một vị thuốc khác nhau, và đã có người thì dùng khỏi với vị này, có người khỏi với vị kia. Và mình hy vọng rằng thì mình cái chia sẻ này thì sẽ giúp ích được cho các bạn, và sẽ đây, và các bạn sẽ không phải cho thêm một bất cứ một cái gì cả, và các bạn cứ uống hàng ngày thay nước thôi. Và cách làm rất là đơn giản, và các bạn có thể đun và các bạn để nguội cho vào chai, và các bạn mang đi làm, hoặc các bạn có thể để dùng để uống dần trong ngày, rất là tiện. Và đã có rất là nhiều người uống khỏi và rất là đơn giản. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào các bạn.